Đôi khi hương vị là điều quan trọng nhất. Công thức bí truyền trong ẩm thực Việt Nam lưu truyền qua nhiều thế hệ, kỹ thuật được tôi rèn cả đời để đạt tới hương vị tuyệt vời. Đôi khi tất cả gắn kết tạo nên sự hoàn hảo. Gần 120 năm qua đã chinh phục khẩu vị của bao người trên thế giới. Nước mắm 4 số 9, phương thức ủ truyền thống từ 1895.